ớt dính nè, chà bá luôn nè, chập bá luôn nè. Chạy đâu cho khỏi. Hai con nha anh em. À, hai con ếch luôn. Mẹ chừng nó đi. Mẹ chừng nó. Rồi chạy tiếp thôi. Em tiếp tục vô trong rừng đi kiếm nấm mối nha cả nhà. Anh em mới đi chạy lộn đường. Này vô trong rừng già. Hôm nay ngày 20 hai mấy ra. Để chút mình coi lại ngày mấy, hình như là 22, 23 gì á. Giờ chạy vô trong cái đám rừng hồi đợt trước của mình nhỏ đó, 4-5 ngày ngày trước á. Giờ mình chạy vô trong đó mình kiếm cây nấm có lên hay không. Đường này khó đi, đường này đường sình. Hôm bữa cũng mấy người té ở đây nè, chạy qua đây té ầm ầm luôn. Chắc là sình lên hôi ghê. Đây, bây giờ vô tới cái đám sau rồi mình chạy xuống phía dưới kia. Vô đây cũng chưa thấy cái ánh đèn nào người ta đi hết. Rồi mình là tới đây mình để xe đi được rồi. Thôi. Ừ. Thôi mình xe đây được rồi. Tới đây đẩy xe đây bắt đầu đi cả nhà. Ở đây chắc đi đèn này chứ đi xe nông đéo lũi được. Ừ. Đi đèn này thôi. Ở dướng hả? Ở bữa nay ngày hai mấy ta? 25. 24 hả? 24 25. 24 hả? 25. 4. Sao máy đóng tiền? 24. Nay ngày 24 nha anh em, để anh em không biết anh em nói cho mình nhổ cả tuần trước rồi mình mới đăng lên sao. Bữa nay là ngày 24, bây giờ anh em mình vô đây coi lại thử cái nấm có lên không. Đây cái đầu long kiếm này ghê chưa? Còn hơn của mình gấp mấy chục lần luôn. Cái của mình nảy quá gãy luôn nè. Cái này là ăn mòn. Thôi cái đó. Đây là đôi long đao. Đây là y thiên kiếm. Cái này là bao bao. Ý thiên bao vật gia đình nay đem ra đi làm nóng nè. Cái này là bao gãy. Rồi đi nha cả nhà. Vô rừng thôi. Đây bây giờ mấy anh em mình leo lên núi luôn. Đang leo lên núi. À, núi Hồng Dung nha anh em. Lên được lên được mấy chục mét rồi. Mà cũng hơi mệt. Mà chưa thấy được tay nắm nào hết. Sao được cái mấy đứa này? Hả? Không có nắm, nắm đầu kéo lên đi cậu. À, ráng bò đi. Ủa Hậu á hả? Gì đó, à. Thôi ráng đi, ráng leo lên tới đỉnh rồi tụt xuống. Có dấu nhỏ hả? Chà, khó đi nha. Hình như là lên tới đỉnh rồi cả nhà ơi. Giờ lên tới đỉnh này sao đây nó tùm quá. Không còn đường đi. Ừ. Đây lên tới đỉnh này nè.
Tới đỉnh chưa? Tao thấy nó bằng bằng rồi nè. Đâu mà ráng lên chút xíu nữa để mình rọi xuống dưới coi. Mình chưa thấy cái gì hết. Rồi cùng đường luôn, rậm quá. Hình như trên đỉnh này không ai đi ra sao à, sao mà đi ha? Sao rậm quá à? Cái tình trạng này chắc là tuột xuống lại thôi chứ không còn đường đi nữa. Đây nó rậm quá, không thể nào đi được. Với lại leo đây cũng đã mệt rồi, thôi mình quay xuống đi. Thôi quay xuống anh em ơi. Quay xuống đi, hết đường đi rồi. Hả? Lên luôn hả? Lên là làm gì chả anh? À, lên luôn hả? Mà lên là không có đường lên nữa chứ, đây cỏ không à. À, lên thì lên. Mà họ đây, đây là không còn được đường đi nha. À, không có nắm đâu, lên làm gì thôi, đi xuống đi. Đây không nổi hả? Hết đường đi rồi. Ở trên đây toàn là gai với cây điểm, cây dây không à. Cây mật nhân quá vậy. Cây mà núng vậy. Cái này đắng ghê lắm. Dây không à, đâu có đường đâu đi. Bên này có đường đi không nhận? Có không? Trời ơi, dây nhợ thì không sao đi. Chui. Bây giờ phải chui thôi. Nên đây là chứng tỏ không ai lên lên đỉnh làm gì hết. Ở đây có đường lên nè. Lấy nữa. Sắp lên tới đỉnh rồi. Lên tới đỉnh qua thử coi sao. Đó tới đỉnh rồi nè, thấy bằng bằng rồi nè. Ở đây có cái hố gì nè, ai đào hố gì nè. Tôi đào rễ cây á. Rồi cùng đường luôn. Gai. Rồi tới đỉnh rồi, muốn núng lọt qua bên kia luôn rồi bây giờ. Lên tới đỉnh rồi nè. Bây giờ mà nếu mà đi nữa là xuống dốc á, xuống qua bên kia núi á. Thôi mình đi xuống chuyền. Tuột xuống ở bên đó luôn đi. Tuột xuống bên đó đi. Tuột xuống đi, ở bên đây là qua hết núi rồi. Tuột xuống đi. Chỗ gà. Người rừng quá trời ra. Dí nó bay không sao dí. Thôi mình đi gian núi này mình xuống luôn. Mình lên tới đỉnh rồi. Nó nằm trên lùm không à. Đó. Sột sạc con kia, nó bay sột con kia. Xe mấy anh em nhỏ nắm đang chạy ầm vô anh em nghe không? Chạy ở dưới chân núi á. Đó. Con chạy kìa. Gà. Qua đây hỏi không có đường về luôn á. Thôi đi mé vào đây, gian qua đây xuống xe đi. Không thấy một tay nắm.
xe người ta chạy vô ầm ầm. Nấm có đâu mà chạy vô dữ vậy mấy. Chắc là thấy đèn mình á, thấy đèn mình trên đỉnh núi nè. Ở đây là cây cây rừng không à. Giờ leo xuống cũng hơi đuối nè. Nó xe chạy vô ầm ầm. Trời ơi cái da. Cái da cổ thụ. Không có tổ ong nào ở đây hết. Nếu tổ ong mặt thường thường nó ưa đóng mấy cái da này. Chưa thấy gì, tà nắm dài ha. Mấy anh em vô đi một tăng mà không có gì cả nhà ơi. Bây giờ mình ra xe mình đi cái vùng khác thôi. Thôi giờ chạy đây. À, giờ chạy ra ngoài ngoài lô luôn hay là chạy vô cái khu rừng khu xuống dưới? Đi lô đi. Khu rừng hết rồi. Vậy chạy lô đi ha. Lô đi quậy hả? Ừ. Thôi đi. Rồi rồi, bên kia rồi, bên vách núi bên kia rồi. Bên vách núi bên kia rồi. Bên đường ông Hanh á, cái đám tràm anh em mình nhổ, nhớ đám tràm đám sau không? Mấy trăm giờ người biết đường không? Quan trọng người nào làm tổ trưởng mới đi được đúng không? Giờ đi đường, đi, đường đi cái đường này luôn nè. Mới nhắc xe có đường nè. Đây có đường này chạy qua đám đám tràm đó. Đây. Đây. Trời ơi, trời ơi, vậy chụp được trời. Chỗ nào có là nó có à, chỗ mình đi là không có là không có. Này là sáng mai nó mới lên nè. Sao rồi? Sao rồi? À. Mới được ổ à. Đâu ổ? Ổ đâu? Để xe đâu rồi? Đi đây xíu nè. Hả? Đi xíu nè. Ổ không? Được ổ. Không ổ. Ông kia mới làm được ổ trong đang còn chỗ vậy á. Sao rồi? Quốc ổ kia mấy rồi hả? Bên kia này ổ pháp nhổ. Pháp nhổ hả? Để xe đây luôn đi. Đâu ổ ổ kia kia máy đâu? Ổ kia máy đâu? Đây. Mượn bình nấm không? Mượn bình nấm của anh Pháp. Ôi giống bình nấm nãy vậy. Đó bình khác chứ. À bình khác hả? Bình khác. Cũng nở hết trơn rồi. Đi vùng này mà. Tiêu đâu? Tiêu này là nấm hiểm mà. Tiêu nó gặp nấm hả? Tiêu này. Đây, gặp được mấy tay nở nè anh em ơi. Có biến rồi. Quá trời nó nở rồi. Ở ngoài ở trong rừng mình đi không có, mình đi ra ngoài mình thấy
rau bài lô nè, này này mọc bài lô nè, này nè quá trời luôn. Ui da, nằm kìa em ơi nè. Đó, mà như là nó cũng đã nở tàn rồi anh em ơi. Ừ. Đó. Đó, theo hàng 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 rạch nè. Đó. Quá trời luôn nè. Nở rồi. Ông xào không, nó bò. Em mối với nó mới bò vậy mày, khùng mày. Nó bị gì vậy nè? Đó, nằm bằng ranh kìa. Ừ, nằm bằng ranh kìa. Trời ơi, mày gọi cho hàng ranh kìa. Trời ơi, vậy mà kêu hai bà tải. Ăn được mày, trứng còn ngon lắm mày ơi. Kiếm mấy năm búp đi. Kiếm mấy năm tàn nó gì, sao mày ăn vậy? Coi chừng có năm búp á, năm nở này là phải có năm búp. Trời, nó nhồn dễ lắm mà. Ừ đó, nhổ đi. Vậy mà sáng giờ không ai thấy hết, để cho nó nở tất quẹt hết. Hả? Hết rồi anh hả? Hay. Vậy rồi đêm nay mình cũng có nấm mình về ăn chứ đâu phải giỡn đâu anh em. Đâu phải đi lóc đâu. Nấm này còn ăn tốt, chưng còn ngon quá trời nè. Có không? Thảo ơi. Thảo. Thảo ơi. Mày sập hầm rồi hả? Ê. Vậy mà hỏi nó em queo luôn thôi. Đâu để qua coi thử coi. Nhiều không? Hả? Sao? Ôi trời ơi, búp kìa. Búp chà bá luôn kìa. Thấy nó nhồi lên. Ồ. Đây này, đây này. Đây này. Có không? Ừ. Trời ơi. Quá đã. Kia luôn á. Nè. Tao nghi lắm mà không? Bên tao tàn là bên đây nó sẽ có dù. Dỡ lên từ coi chừng nó ấy hết. Úi trời, đang đợi gì hết. Nè, thấy không nè, vô nè. Vô không? Ừ. Từ thôi. Xíu vậy. Nè, bên đây bự nè. Đây nè, thấy không? Ừ. Rồi bươi hết đi. Đó, nó nằm đây nè. Nằm không, ở dưới không có đâu mà dở trên đó. Đây nè cậu. Đó nè hả? Không bánh gì kia vậy? Nằm bự nè. Vậy là quay lô này từ là có nấm búp á mày ơi. Nấm nó đang lên á. Nè, nó nằm một dây đấy nè. Tao mà không nhổ ổ kia là bỏ ổ này luôn không? Thiệt luôn cậu, con nó thiệt luôn, nấm gì đâu, nấm cái bò trời, cái chân nè. Chân nhỏ hả? Chân nó ốm quá. Thiệt dơm, nó không biết nấm luôn á. Chân. Nấm là gì ăn, ta không chơi, nó cái này nó ở trong rậm quá đó. Nó không lên nổi luôn. Nó trọng á. Nó không lên nổi. Thiệt dơm nấm thì đẹp nhưng mà cái chân nó dở lắm như vậy. Rồi, chanh một xíu à. Chân nhỏ. Có được mấy chân bự không? Nhưng mà này bự. ăn được, ăn ngon, ăn cũng được, chân nó cũng được mà. Ừ.
chân cũng nửa ngón tay út với giỡn hả, mà chân dài chứ bộ. Cỡ nào giờ, giờ mà trong trong lô này không có, không có nấm đinh, có nấm đinh á, điểm nhắn đấy, điểm nhắn, điểm nhắn cậu trông chạy quá. Điểm đi qua nó nó điểm nhắn qua là không chạy qua à. Lô cọ mình đi. Nó có nhiều khi có ổ này không rồi điện qua cho nó. Mất công. Hiền, Hiền nó không nhỏ nhỏ phụ phụ luôn à. Nó ngủ luôn luôn à. Ờ nắm gì một lên luôn trời. Ừ. Lại không nổi luôn. Lên không nổi. Nhưng mà nắm lên ngon chứ. Tại vì nó rậm quá. Nắm cực bò. Thì con ấy thì chàng nắm cực bò luôn á. Thiệt luôn á. Giống như nắm cực bò thiệt á. Cái này nắm bất thì không biết sao chứ nắm nở con thấy là y chang luôn á. Ừ. Con đi cỏ không? Này đó không? Một lừ luôn, đủ mất loại thái mất đủ. Đấy, ổ này cũng được nửa tí á. Hậu nhổ chưa, chưa xong nữa kìa. Thầy con muốn nổ luôn á. Nắm gì đâu nên nè. Cậy đó. Em về ảnh. Ăn mất mỡ gì cậu ha. Cậu đợi xong đúng không? Em chủ yếu là ăn ăn cái mũ đó, ăn cái mũ cái mũ nó ngon mà. Thường là ăn cái chân, bây giờ ăn cái mũ. À, mũ đẹp mà. Bươi 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 kia Thảo. Bây giờ rắn rít tôi không hả? Để tránh bươi kia. Ừ, được hai nấm dù nè cậu. Ờ. Ủa, nấm dù thì lại chân ngon nè. Ờ, nấm dù chân ngon. Không, nấm nở chân ngon. Chấm gai rồi không á. Rồi, bữa nay là ngày 24 nha anh em. Ngày mai là ngày 25 là mình sẽ đăng cái video này lên cho anh em xem nha. Nếu như thay đổi là ngày mốt là ngày 26. À, ngày mốt là 26 hả? Nó mất đỏ nha mọi người ơi. Giờ này chưa có ai ai xem hết. À... Mình đăng ngày mai cho người ta coi. Nó mối này bây giờ chị em đang gọt ra để xào ăn cơm luôn nha cả nhà. Mới về nhổ về nè. Giờ anh em về tính tính nhà rồi, giờ là gọt ra để xào. Ngày 24 nha mọi người ơi. Cũng sắp bước qua lâu lắm rồi, ngày 24 tháng 6 vậy. Nấm đỏ đây, nấm đất đỏ đây. Thảo nhạo gì Thảo. Hôm nay là ngày 24 tháng 5 nha. Nó giống cái bà bán cái gì. Nấm này nó dù với nó nở nè. Nhờ vậy mà không có gió. Búp đầy chứ á. Đẹp quá. Dài nè, nắm này dài lắm nè. Rổ rồi nghe mọi người. Trời em đi chưa ngủ rồi. Nó gọt luôn cái đậu đỏ đi. Ừ, giếng đậu đỏ rồi. Thôi rửa cũng ra gì mất gì gọt trời. Hồi giò á. Hồi lấy mà nó giò giò như thế. Không, mới giặt mới giặt á. Em mới giặt á. Mới giặt lâu, để lâu lắm á. Mới giặt chưa, sấy luôn chứ. 2 giờ chiều về. Có thể là ngày mai là bắt đầu là nắm lên nha anh em, chạm 8. Ngày mai có thể là chạm 8 là nắm nó lên á. Đi đòi đánh tạm đó nha. Đi đòi không phải đi đánh đâu. Đất đỏ nha mọi người. Nắm rửa sạch lắm nha mọi người. Đỏ xíu, rửa xíu nữa cái nắm đỏ luôn nha mọi người ơi. Rửa xíu nữa lỡ hết cá nè. Thôi chân dài rồi chân. Chân dài hơn chân cụ nữa hả? Dài hơn chân cụ. Trời ơi, có chân nắm nè. Nghĩ sao cậu vẫn mở ngày mai theo rồi. Ngày mai mấy anh em cậu cháu cũng phải chạy vô chậm 8 à. Cái này chạy vô đó đi tiếp. Búp đầy dữ á. Không có bán thì mình đem về ăn. Đang rửa để xào nha cả nhà. Hậu kêu rửa vừa vừa sạch quá, để đất đỏ đây cho nó ngọt. Người ta nói nó mất đỏ ngon hơn nha. Ừ, nó đỏ ngon hơn cái. Mình rửa phải chừa miếng mắt đỏ cho biết nó mất đỏ chứ. Không thì nó mất đỏ cao hơn dạ hơn nó ít cả đó. Cái này là cho mình lên như thế nào đó. Đây. Đang xào ổ nấm quá đã luôn. Đây nấm mình đã xào xong rồi, tập trung lại ăn ăn cơm phia nha anh em. Còn nấm này để tủ lạnh ngày mai xào tiếp. Rồi mời anh em dùng chung với mình nha. Mời mọi người, mời tất cả mọi người dùng mình một cây nấm nha mọi người. Một cây nấm. Ngon. Nấm rất dai không mọi người. Đây mình ăn không nổi không? Không nổi. Ngọt nước mà nó như thịt gà vậy đó. Đây giống trời coi xé giống như thịt gà luôn nha mọi người. Coi chị ngay cho kiếm mình á.
gặp mình cũng có rang nữa chứ nhai mấy chừng nữa chay cho trời ơi cháy à chừng này xăng cộng lại mới rồi thôi chào tạm biệt anh em nha, hẹn anh em những clip sau gặp lại nha, bye bye chào quay.